have a big advantage. You know, we saw him struggling at the beginning of the year with the tighter pockets, and you know, he put in some time going to some smaller events to get some confidence, and then it really shined through there in Fulda at the European Open. And I've said it for a while. Also, what happens is with the tighter pockets, I don't care if you're in form or not, you're not going to quite. Vâng, một tình huống thủ bi phải nói là cực mơi đến từ Albin Dolchin. Anh ấy không thủ chết dính sát vào con bi nào cả. Mà thay vào đó anh để cho Kopitchu một cái đường nhảy. We've seen that with Alexa Pasel, Sanjin, Beister Bosch, I think earlier in the year. Và trong cái đường nhảy bi này thì cái xác suất ra phơi nếu mà không thành công thực hiện đường bi 2 rơi xuống lỗ là rất cao. Such a spread of success on the tour this year, its very biggest events. Vâng, như vậy là rất may ăn được con bi số 4. Vâng, và hoàn toàn tôi cảm nhận là có đường để trích con bi số 2. Trích con bi số 2 vào lỗ giữa. Rồi, như vậy là một cú cân không thành công với Albin Dolchin và cơ hội quay trở lại với Kopitchu Chung. Cố lên nào. Cùng cổ vũ cho Kopitchu Chung có thể trước tiên là gỡ hòa được đã để đẩy cái trận đấu nó đến phần cao trào. Có lẽ sẽ là điểm số thứ hai cho Kopitchu Chung ở trong trận thi đấu này. Với 2 bi và đẳng cấp cực kỳ cao đến từ Kopitchu Chung thì có lẽ sẽ không có sai lầm nào nữa. Ôi trời ơi, cái lực kìa. Ôi. Trời ơi, một cú kéo 2 băng mà ra được cái vị trí của bi số 9 này phải gọi là lực quá hay. Có lẽ nào vẫn là Kopitchu Chung mà những pha bật tôm phải nói là không thể tưởng tượng được. Và trong cái ván bàn này nếu mà Kopitchu Chung có khả năng đi hết thì sẽ là một trận đấu giằng co, khi cách biệt của trận đấu chỉ còn là một ván mà thôi. Và cảm ơn khán giả Tiger King đã ủng hộ cho chúng tôi. Một cú đánh mà tôi không biết nói sao về cú đánh vừa rồi của Kopitchu Chung nữa. Vâng, tình huống này có lẽ là thủ thôi. Cái việc mà ăn con bi số 3 vào lỗ giữa nó hơi mệt. Thủ bi là một phương án tôi thấy là ổn trong tình huống này. Khán giả Tiger King có lời nhắn là ngồi ở đó mới phê, ngồi ở nhà thèm quá, chính xác rồi. Nếu mà ở Hà Nội mà, nếu các bạn ở Hà Nội mà không được trải nghiệm cái không khí thi đấu này thì thực sự đó là một cái mà có lẽ phải lâu sau đó nữa chúng ta mới được tận hưởng nó. Bản thân tôi cũng vậy, khi mà ngồi ở đây bình luận thì cũng cứ cảm thấy sao sao các bạn ạ. Không biết là đang ngắm nghía cái gì đây, liệu phải là pha cân luôn hay không? Ui giời ơi. Và vừa rồi là một cú cân điều đến từ Kopitchu Chung. Quá hay các bạn ạ. Sự trở lại đến từ nhà đương kim vô địch US Open. Một cú cân bi hay đến từ Kopitchu Chung. Và có vẻ như nó vẫn không sợ ghép hơi khó một tí, vẫn không phải vấn đề gì. Và dành cho những bạn nào chưa biết, chưa hiểu tại sao tôi lại cổ vũ Kopitchu Chung nhiều đến như vậy, thì bọn tôi có hai bình luận viên và đã chia phe nhé. Mỗi người cổ vũ một bên cơ thủ. Vâng, vậy là nguyên cái má giày để có thể thực hiện một cú đẩy con bi 4 lên. Và bây giờ sẽ là tình huống ghép 5-9 đến từ Kopitchu Chung. Rồi luôn, như vậy là cảm ơn Doraemon đã cho tôi mượn máy du hành thời gian. 5-6 dành cho Kopitchu Chung tại thời điểm này. Gặp khó ở con bi số 3. Đây rồi. Và con bị cái bằng một cách thần kỳ nào đó, sau va chạm nó đâm thẳng vào lỗ góc luôn. Đây rồi các bạn ơi. Anh em tỉnh lại. Các anh em đâu tập hợp. Khá là đau đầu trong cái tình huống vừa rồi. Và tại sao con 2 và con 9 nó lại đứng cạnh nhau thế kia? Vâng, một món quà dành cho Kopitchu Chung.
Vừa rồi sau cú phá thì Alvin Ocean có che mắt mình lại. Và chắc chắn là không muốn chứng kiến cảnh này. Ơi, đâu rồi? Các bạn fan của Kopitchuk đâu hết rồi? Các bạn hãy comment đi thêm một điểm số nữa cho thần tượng của các bạn. Ồ, cú chạy đạn này hiền quá. Cú chạy đạn này hiền quá các bạn ạ. Hoàn toàn là con bi chủ vẫn có thể nhìn được con bi số 6. Here in such big and increasing numbers throughout the week. Sao? Đâu hết rồi? Anh em đâu hết rồi? Sao nhờ các bạn nhờ? Tình huống vừa rồi thì mình nghĩ là trời cứu của Bình Trung mà thôi. Sao bây giờ lại thấy ít nói nhờ? Không thấy có một cái sự tính toán khoa học nào trong cái pha bi vừa rồi. Nhưng mà cái gì đây? Hơi mỏng con bi số 8 dành cho cô Bin Trung. These are fans that have put forth an effort the entire week in so many ways to be great fans while the matches are going on, away from the matches. Quá đỏ lên cho Kobe Chung. Còn bi số 8 này không phải vấn đề các bạn ạ. Hãy yên tâm. Anh em nào là chung con thì cứ bình tĩnh. Sẽ là 79 mà thôi. Một pha thủ bi tốt đến từ Alvin Ocean. Con bi cái đã dính vào bi số 5 sẽ làm cho cú A băng của cô Minh Trung trở nên khó hơn. Thật ra là cảm nhận là không có đường nào để A nữa. Với cái ván bản như thế này thì cái phương án mà cô Minh Trung đưa ra hoàn toàn có thể sẽ là tạo ra một cái tình huống khó ở trên mặt bản. A 2 băng qua má trái con 4 lên ra má phải con 7 chạm vào 1. Được này các bạn này, vẫn vẽ được đường A2 bằng đấy ạ. Vẫn có thể vẽ được đường A2 bằng. Nhầm, qua má phải con bi số 4 và qua má phải con bi số 1. Vâng, cú này mà bắn trượt thì chắc là đi luôn được rồi. Cú A bằng tốt sau tình huống chạy đạn cực khó đến từ Alvin Ocean. Rồi, nhưng mà trong tình huống này thì có lẽ sẽ là một pha sượt mỏng của bi số. À, như vậy là có đường riêng cho bi số 3. Ồ, đi đây. Có vẻ như là điều ra để ghép 9 thì phải. Ôi, tình huống này mà ghép 9 được thì vỡ hòa hội trường anh Tước nhỉ. Vậy là nguyên đường có bị số 3 dành cho cô Bin Trung. Nguyên đường có bị số 3 thì không có gì phải nói rồi. I've watched Ko Ping Chung now for many many years and you know, we used to always talk about Alex Pagelin being pound for pound the most heart. I'll tell you, don't want to take that away from Alex, but Ko Ping Chung might have the biggest chin on tour. He's taken it all kinds of ways in these. Vâng, đã phải quay mặt đi bởi vì có lẽ là cái má hơi nặng. Bây giờ tình huống này khả năng cao là phải đánh con bi số 5 3 bằng ở điều ra con bi số 6 thôi. His first really good run at the World Championship not long after that. Even at the age of 28, he's vastly experienced and he's just had the highlight of his career a couple of weeks ago. Vâng, vậy là quyết định một cái quyết định an toàn hơn, đó chính là chỉ trích nhẹ để ghi một bi cái ở quanh quanh cái khu vực đó thôi. Bây giờ sẽ là một cú bắn 6 đường xa, thực hiện cú ép một băng nếu thể điều bi 7. Vẫn cứ là giữa hộp đến từ cô Pin Trung.
so much pressure, but these players, they don't cinch the ball, right? Go ahead and let the swing go and see what happens. Ôi, 10 đều các bạn ơi, căng quá. Was first to the hill at 10-7. Vâng. But now it's been joined there. Và thêm một lần nữa là ván đấu hưu hưu dành cho Cô Pin Trung ở trong quá bản lĩnh. Đối với tôi thì cái diễn biến của trận đấu này nó sẽ dập dìu về mặt tỷ số. Ví dụ như ở thời điểm này có thể là Cô Minh Dung đã vươn lên dẫn kiểu 5-1 tới 4-0 và hai cơ thủ chúng ta sẽ ở với nhau khoảng tỷ số là 8-7 rồi sau đó cũng sẽ có một cơ thủ tách top và đi chiến thắng cuối cùng. Tình huống sẽ quyết định nhảy luôn nếu như ăn được và trô lại một chút thì sẽ nhìn thấy viên bi mục tiêu số 3. Vâng, một cú đánh có thể nói là khá hay rồi, nhưng mà vì không có trô các bạn ạ, nên khả năng không rõ là có con đường viên bi số 3 hay không. Em nghĩ là không, bởi vì Cô Phi Trung đã hình như là lấy cái lơ để tiếp tục thoa lên cái đầu gậy nhảy của mình. Nhưng mà dù sao thì đấy là một cái cú nhảy bi rất là tốt. Nào, chúng ta cùng đến với cú nhảy bi thứ hai. Quá hay dành cho Cô Bình Trung. Hai pha làm phép liên tục đến từ tay cờ người Đài Bắc Trung Hoa. Thực sự rất ma. Thực sự các bạn là rất ma. Và rất quỷ luôn. Mỗi anh em tôi một ý. Mặc dù là ai cũng hiểu là ý nó là như vậy. Tiếp tục sẽ là một cái pha cắt ngược lỗ giữa phía bên tay phải đây. Cái sẽ đi như thế nào? Hai băng lên khu vực giữa bàn. Nếu như có một chút còng, viên bi cái không va vào viên bi mục tiêu số 9. Vâng, rất chính xác, một pha đặt một xíu còng rất êm đến từ vị trí của Cô Bình Trung. Liên tục là những cái pha trổ tài và đưa ra những cái kỹ thuật điêu luyện từ nhảy cho đến áp phê. Các bạn có thể thấy là cái cầu tay của Cô Bình Trung đặt rất dài, rút rất dài và êm. What happens is when you start getting in the zone and not saying he's quite there yet. I mean, he certainly was there earlier. Bình luận mà chữa lỗi rất nhanh đấy từ anh Quang. Và nếu nói về cái việc nói về cái diễn biến ở trên bàn thì có lẽ phải dùng đúng hơn là từ nhảy cho đến nhảy. Rất hay đấy từ Cô Bình Trung. Và sau đó là một tình huống xử lý đầu gậy với Afe. Rồi. Vẫn là rất hay các bạn nhé. Cái AP ở vị trí má mỏng như vậy, kéo cái hai băng về, trông thì đơn giản, trông thì nhanh chóng, nhưng mà nó đòi hỏi rất nhiều cái thao tác và quen thuộc và tự tin. Không còn gì thay đổi nữa, tỷ số khả năng cao sẽ được nâng lên dành cho tay cờ người Đài Bắc Trung Hoa. Vâng, cú trích xì thôi. Vâng, không cần chạm băng nào cả. Là một cú nhấn thì đúng hơn. Một tỷ số đã ngồi dành cho tay cờ người Đài Bắc Trung Hoa. Vâng, cho dù sải tay phải dài mấy mét nhưng mà vẫn có một chút với ở trong tình huống này. Vâng, và thậm chí là ra thủ chết luôn rồi các bạn ạ. Một tình huống đỡ thủ quá dẻo đến từ Fedegos. Vâng, phá phản công vô cùng kinh khủng đến từ đại diện của Nga. Lợi thế về thể hình của các cơ thủ châu Âu cũng như là châu Mỹ, nó quá lợi thế trong nội dung bàn nhỏ như thế này. Trung đang ngắm vào cái hướng nào đây? Như vậy là sút tê rồi. Một tình huống sút tê phải kiểm soát điểm rơi hay chăng đây? Đúng rồi. Vâng. Và thậm chí là ăn luôn bi số 2, không rõ tình huống đấy Trung có định sút tê ăn thật hay không các bạn ạ. Chắc là thật, nhưng mà vấn đề là chắc là không nghĩ về bi cái nó không thể văng lên được để nhìn thấy bi số 3. Không nghĩ là nó có thể đuôi sau 9 được. Vâng, vừa khi mà à chưa đuôi các bạn ơi, chưa đuôi vẫn còn má riêng. Vâng. Như vậy là gót trở về vị trí và không xua tay là có chính xác rồi. Đúng rồi, Fedegot bôi cái phấn đấy vào cằm để cho cái gậy lúc mà nó miết qua cằm nó sẽ không bị giết đấy các bạn ạ. Okay, this is where
Đến thời khắc này, ván đấu thứ 11 rồi, bắt đầu thấy sự rung rinh đến từ vị trí của Federgott các bạn nhé. Không còn mọi thứ nó ổn định 100% như lúc đầu được đâu. Thực sự mà nói, vào đến bất kỳ cái trận chung kết nào thì cũng hiếm có ai mà có thể chính xác ổn định liên tục được. Sẽ phải đến cái thời điểm của người khác thôi. Và nó là bao giờ, và nó là bây giờ dành cho Cô Binh Trung. Đang mình với Minh Tước đang nghỉ giải lao một chút. Và sẽ quay trở lại ngay bây giờ với chúng ta. Và lần này thì Cô Binh Trung đã thấy sắn cả hai tay áo lên rồi, với một cái khí thế sát thương rất cao, quyết chiến đây. Nhận thấy bắt đầu là cơ hội và thời đã đến rồi, khi mà dấu hiệu trượt choạc bắt đầu thể hiện trên đôi tay của Federgott, dù chỉ là một ly rất nhỏ thôi. Và có lẽ thì tay cơ người Bắc Trung Hoa sẽ không bỏ qua những cơ hội này đâu. It's the third or fourth foul that's gone off now. It's a little bit silly, just because upon pulling the cue back, if that was to go off, that can make you jump. Since Gorst went to 4-2, he's always had a lead, at least 5-6 dành cho Cô Binh Trung. Ly số 2 này hơi sương nha. Cái góc độ cá nhân của tôi nghĩ là hơi sương nha. Just a downward strike, not really drawing the ball. Rồi, vẫn là giữa hồn các bạn ạ. Uống đẩy hay sao ấy. Đẩy hai băng lên rồi. Cũng đúng thôi, khi mà Vimy Cái nó đứng hơi mấp mé gần thành biên bên tay trái. Đây chúng ta cùng xem được cái quỹ đạo di chuyển của con bi mưa cái. Vâng, như vậy là nó đi vào một chút nào đấy so với cái sự già dơ của Cô Binh Trung. Cái đường con bi số 1 này như cái bát các bạn ạ. Siêu to luôn. Không phải ví như đường quốc lộ thì đúng hơn. Còn thông thường thì cái lỗ bi, nếu mà lỗ bàn nào to quá thì thường ví là to lỗ to như cái bát. Trà cộng 2 và 4 không phải đơn giản đâu nha. Cho dù chúng ta nhìn thấy rất thơm, rất ngon rồi. Rồi, giữa hộp. Chả có gì sai sót dành cho Cô Binh Trung cả các bạn ạ. You don't have to get like kind of straight on the four. Yeah, and really the Co brothers, they practice that back and forth shot probably as much as any. We played the stun. Vâng, với cái việc mở má như thế này thì sẽ là đánh bi số 5 và lỗ tít phía gần mình bên tay phải. Một cú rút khoảng tầm một hoặc hai băng, cái sẽ về gần đường biên bên tay trái. Em nghĩ là buộc phải hai băng thôi. Buộc phải hai băng thôi. Chứ còn để mà một băng mà ra đúng chuẩn lực vì cái không cò tay con bi số 5 thì là hơi bị khó đấy. Cái gì đây? Có phải đánh sàng xê ở bi cái giữa bàn và ăn nằm vào lỗ góc bên tay trái hay không? Như vậy là bi số 5 ở đường riêng bên này. Và cái má vừa rồi cũng tương đối mỏng. Như vậy là Trung đã tính toán tất cả rồi. Nếu như viên bi số 5 còn đường riêng bên này thì đã khiến cho 5 viên bi còn lại trở thành những cái công cụ để Cô Binh Trung thể hiện một cuộc dạo chơi rồi, vì nó đơn giản hơn rất nhiều khi mà nó mất đường. Nếu mà Cô Binh Trung vô địch mà lát nữa được nhìn Cô Binh Trung mặc cái áo vest màu xanh thì chưa biết hình ảnh đấy sẽ như thế nào. Vâng, mà bạn nào vừa rồi dự đoán là tỷ số khả năng 13-6 thì sao, thì đến bây giờ tôi bắt đầu run rồi đấy. Vì lúc nãy là tôi không nghĩ có chuyện đấy xảy ra, và bây giờ chuẩn bị lên ván thi đấu thứ 12 rồi. Đúng là lời nguyền dành cho Federgott của tôi các bạn ạ. Tôi nghĩ là Federgott nên đổi biệt danh đi. Thay vì biệt danh là bóng ma thì hãy... That's a funny shot as well on the slick table. You gotta kind of smooth it into hãy đổi biệt danh là ví dụ như là người chân chẳng hạn.
after his dominant performance in the semi-final earlier today. As dominant as you'll ever see, really, against Aloysius. Và rất bực mình các bạn ạ. Đang muốn chờ để có cơ hội thì ngay bây giờ tỷ số nó sắp là 12-8 rồi. À 12-6. Và trải qua 18 ván thi đấu thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với giờ nghỉ trong ít phút. One more needed. Rồi, một kịch bản điên rồ nhất đó là vẫn chết bi số 1 như thường lệ và bi số 2 không có đường ăn ngay. Không, con này còn đường. Đường không nhỉ? Còn. Anh cảm giác hơi thiếu một tí. Còn, con này thì còn đường. Còn đường. Nhưng mà mạng để đọc comment thì đang mất, là không biết là tín hiệu có đến với khán giả không? Anh em comment để cho tôi biết được không? Nếu như còn đường thì cơ hội nào dành cho Fedorov của tôi đây? Đến một cơ hội nhỏ nhất để hết đường bên bi số 2 mà Cô Minh Trung cũng không dành cho Fedorov các bạn ạ. Quá cay. Ý trời rồi, nó là ý trời rồi. Ồ, oh, đường góc độ ăn bi số 4 bây giờ sẽ là hơi hẹp nha. Sẽ là hơi hẹp nha. Nếu mà còn má lên rồi, Trung đã chỉ ra đấy thì không còn gì để mà nói các bạn ạ. Đến mức độ mà viên số 4 đường phía bên này vẫn còn nữa thì mọi thứ đang rất là thuận lợi dành cho Cô Bình Trung. Những ánh mắt tự tin quá lớn đến từ tay cơ người Đài Bắc Trung Hoa. Hơi gãi đầu gãi tai một tí. Nhưng thực tế thì đây tôi cũng nghĩ là cái má rất đẹp với số 4 này, có thể đánh một băng ra rồi. Did it affect Fedor mentally? He didn't want to attack the one ball that you just spoke about. Thực sự để mà nói thì trong trận thi đấu này Fedorov cũng không phải là quá tồi các bạn nhé. Nó chỉ là hơi dở ở một vài tình huống thôi, không phải là quá nhiều, không phải là liên tục. Nhưng mà đối đầu với một Cô Minh Trung như một kẻ hủy diệt như thế này thì có lẽ Fedorov cũng chỉ là một nạn nhân bình thường mà thôi. Hay bất cứ ai vào đây gặp anh, gặp Cô Minh Trung trận đầu tiên trong trận thi đấu này. Has been one of his best friends the entire tournament. And that the key to that is you can't let up. You have to dig on the ball and understand the tip position is what slows it down, not really the swing. If he finishes it off right here, right now, talk about a dash for the line. It will be four break and runs in the last five. Như vậy là có lẽ đến ván thi đấu sửa điểm số thứ 6 thì Fedorov đã trở thành một khán giả bất đắc dĩ. Và với một cái phong cách đánh như thế này thì Cô Minh Trung đang muốn cho hai vận động viên của chúng tôi được nghỉ ngơi và đi ngủ sớm rồi các bạn ạ. Không cho chúng tôi cơ hội để bình luận thêm gì nữa. Vì chả biết nói gì cả. Hở ra là anh đánh hết rồi. Almost really just replace where the cue ball's at now. Settle down. Rồi, ra cái má này có lẽ là rút trực tiếp về và ăn vị số 8 góc bên tay trái mà thôi. Vâng, và bây giờ là cái điều chúng ta đang dự đoán, đó là tôi đang đoán là Cô Bình Trung có nhảy lên bàn không? Liệu bộ ăn mừng của anh sẽ là như thế nào trong cái giây phút ấy các bạn ạ? Có lẽ là ở cái khoảnh khắc vừa rồi Cô Bình Trung nhìn ra phía anh em trai và hơi mỉm cười nhẹ một cái. Không biết là cười quả này thì có bị mất tập trung không? Một pha cười với ý đồ là đã chuẩn bị gì chưa? Ăn mừng như thế nào đây? Còn hai con bi trước khi mà Cô Bình Trung chính thức trở thành nhà vô địch giải đấu US Open 2023. Và có lẽ Fedorov cũng đang ngồi khấn và nhắm mắt lại rồi, xem có ly nào trong tình huống này hay không các bạn ạ. Mà đến thế này thì thôi cũng xin chịu và xin được mời hai vận động viên đang ngồi đây vào đánh viên đi số 9 này, có lẽ cũng sẽ không trượt. Quẩy sớm rồi anh em ạ, quẩy sớm rồi. Vâng, và xin chúc mừng Cô Minh Trung đã chính thức trở thành nhà vô địch của giải đấu US Open 2023. Và cuối cùng anh cũng sẽ đứng lên bàn như thường lệ, một cái chiến thắng vô cùng xứng đáng dành cho tay cờ người Đài Bắc Trung Hoa với những cái gì mà Cô Minh Trung thể hiện từ đầu mùa giải cho tới trận bán kết có thể nói là kinh điển vừa rồi và trận chung kết ngày hôm nay. Và như vậy là cả ba anh em cùng đứng lên, không phải là một người các bạn ạ. Một cái thể hiện sự đoàn kết hiếm thấy đến từ nhà
cô trong giải đấu ngày hôm nay. Vâng, chắc có lẽ đây sẽ là một tình huống tính toán để ăn mừng từ trước của ba anh em rồi. Có thể là cầu thủ đánh sai. Oh, how well has he hit this ball? Needs to travel. Needs to keep traveling. It's a little bit short, but he can't. Vâng, nhìn cú đánh bi số 4 vừa rồi, làm gì có cái hình ảnh nào nó có thể đẹp hơn như thế nữa. Đánh con bi xa và khó và điều con bi cái về hai băng, nhưng mà cô Binh Trung đánh như không có gì cả. Vâng, thưa bạn Hân Nguyễn Ngọc, lý do trận Anh Kiên không được phát là vì Matchroom họ chỉ có live hai bàn TV thôi nhé. Và giải này thì theo mình nghĩ thì Matchroom tận dụng đến 26 bàn. Thì việc mà cơ thủ Đặng Thành Kiên không được live trên bàn TV là rất là bình thường. Anh Kiên vào những giải đấu trước thì Matchroom cũng đã cực kỳ ưu ái cho khán giả Việt Nam khi mà thường xuyên là đưa các cầu thủ Việt Nam lên màn TV rồi. Thì có lẽ lần này chúng ta cũng phải hiểu cho họ là có lẽ là họ cũng sẽ chiều lòng những fan khác nữa. Góc mở của bi cái đang không đúng theo như nhận định của Cô Minh Trung. Đó là lý do mà bi cái đi gập hơn rất nhiều so với cả ban đầu. Nhưng mà thế nào lại ra được con bay số 3 lũ dữ thế này. Vâng, một cú đánh bi số 2 phải nói là rất chất lượng của Cô Minh Trung. Anh chỉ đánh bằng một cú lê thôi và dựng bi cái lên qua cả giữa bàn. Góc đẹp để đánh bi số 3. Sẽ là một cú cắm bi số 3 và gãi bi số 4 luôn. Vâng. Điều có ra như ý không đây? Một chút vệ tinh xung quanh một cái giải đấu lớn. Đấy, ví dụ như lần này sang Mỹ chẳng hạn thì US Open nó sẽ là cái giải đấu lớn. Và Connecticut vừa rồi thì nó là một cái giải đấu nhỏ hơn. Vâng, đúng là như vậy. Và ngay cả sắp tới ở Hà Nội cũng thế, chúng ta sẽ có giải Paris Open, nó là tiền đề cho giải Hà Nội Open, rất là quan trọng đối với các cầu thủ khi mà một chuyến đi rất dài của họ không phải chỉ đánh một giải mà họ có cơ hội đánh hai giải. Đó cũng là một cái sự phối hợp tổ chức rất tốt đến từ Paris và Matchroom. Không thể nào bỏ qua được đó là đơn vị Việt Content, người đã mang bản quyền giải đấu đến với chúng ta, cùng với đó là những cái giải đấu như là Paris Open hay là Hà Nội Open. Đã có đường đẩy cú lê hai băng rồi. Love some sort of little angle on the brown seven after putting this six ball. Purely because if he lands dead straight, that means the cue ball is going to be running forward and staying near the rail. I mean, he should still be okay. Vâng, đúng như anh Cường nói.